Flamingo Golden Hill, tâm điểm giao thương, nhịp sống thịnh vượng, một sản phẩm của chủ đầu tư Flamingo. Dòng sông bên lở bên bồi, nhưng ai chia được tình người Hà Nam. Về Kim Bảng uống trăng tàn, xây cùng núi đá giữa ngàn sắc hoa. Một vùng tiên cảnh, một tiếng chuông chùa, Hà Nam hiện ra trước mắt du khách đẹp như tranh vẽ. Tạo hóa ưu ái ban tặng cho Hà Nam bao thắng cảnh tuyệt đẹp: Hồ Tam Trúc, Ngũ Động Sơn, Hang Luồn, Bát Cảnh Sơn, Kẽm Trống. Theo thời gian, lớp bụi trầm tích đã phủ lên vùng đất này một sắc màu tâm linh huyền thoại, lắng đọng trong buổi hoàng hôn và nghe tiếng kinh Phật. Trong bước chân của người khách phương xa đến vãn cảnh chùa Bà Đanh, hay trong sự bình yên, huyền bí mà thu hút chỉ có tại Địa Tạng Phì Lai. Đặc biệt, du khách đến với Hà Nam chắc hẳn cũng không thể bỏ lỡ cơ hội được chiêm bái chùa Tam Trúc tại thị trấn Ba Sao. Từ một vùng đất hoang sơ với truyền thuyết tiền lục nhạc hậu thất tình, đến khi trở thành điểm sáng du lịch với quần thể du lịch quốc gia Tam Trúc, ngôi chùa lớn nhất thế giới. Dường như thời gian không làm mất đi vẻ đẹp huyền thoại của mảnh đất này, mà còn tô điểm thêm sự hữu tình nơi thị trấn miền sơn cước. Nhưng Hà Nam không chỉ có Tam Trúc, không chỉ có những địa danh tâm linh nổi tiếng, mà Hà Nam còn chứa đựng một kho tàng văn hóa vật thể và phi vật thể đồ sộ. Các lễ hội truyền thống đặc sắc, nền ẩm thực phong phú, những khu tiện ích, đô thị nghỉ dưỡng cao cấp cùng tiềm năng phát triển vượt bậc trong tương lai. Vị trí địa lý là cửa ngõ phía nam của thủ đô, cùng hạ tầng giao thông được đầu tư giúp Hà Nam có thể khai thác thị trường khách du lịch xuyên Việt và thị trường khách du lịch cuối tuần của Hà Nội cũng như các tỉnh lân cận. Những tiềm năng to lớn đó đã thúc đẩy các chủ đầu tư xây dựng những công trình du lịch nghỉ dưỡng tại Hà Nam. Có thể kể đến dự án khu đô thị sinh thái Sun Group Hà Nam, Sân Gốp Kim Bảng Stone Valley Golf Resort, Sân Gốp Thiên Đường BRG Row Canyon Golf Resort. Và chủ đầu tư Flamingo sẽ là cái tên tiếp theo chào sân Hà Nam với Flamingo Golden Hill, dự án tâm điểm của thương mại và du lịch. Khu đô thị xanh hứa hẹn đem đến những trải nghiệm trọn vẹn nhất cho du khách. Flamingo Golden Hill có diện tích 6,5 hectare, thuộc thị trấn Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam. Dự án là giai đoạn 1 trong siêu quần thể dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển của Flamingo tại Hà Nam, bao gồm khu đô thị nghỉ dưỡng Flamingo Golden Hill 1 và 2, 130 hectare, khu đô thị nghỉ dưỡng Flower Spring 98 hectare, đô thị nghỉ dưỡng Aurora Village 223 hectare. Với hệ thống hàng trăm tiện ích đồ sộ cao cấp mang đẳng cấp quốc tế, siêu quần thể sẽ mở ra một thiên đường giải trí 5 sao chưa từng có, nâng tầm vị thế của Hà Nam trên bản đồ du lịch, trong đó có dự án Flamingo Golden Hill sẽ đặt những nền móng mở đầu. Vị trí của Flamingo Golden Hill cũng cực kỳ đắc địa, cách trung tâm Hà Nội 60 km là tâm điểm giữa khu du lịch quốc gia Tam Trúc, Hà Nam, Tràng An, Chùa Bái Đính, Ninh Bình và Chùa Hương, Hà Nội. Chính vị trí đặc biệt này giúp dự án tận dụng được lượng du khách đông đảo và liên tục từ các địa danh du lịch nổi tiếng kể trên. Trong tương lai, tuyến đường bộ song hành quốc lộ 21 với chiều rộng 6 làn xe đi qua dự án được hoàn thiện sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, kết nối liên vùng, đồng thời kết nối các di sản và khu du lịch trong khu vực. Đến lúc đó, Flamingo Golden Hill sẽ thực sự trở thành tâm điểm giao thương, mua bán, tâm điểm du lịch và thương mại sầm uất đắt giá. Flamingo Golden Hill được chia thành hai phân khu, phân khu The Day và phân khu The Night, tượng trưng cho ngày và đêm cùng những cuộc vui bất tận, những lễ hội sôi động và những đêm không ngủ. 181 căn shop house biệt thự cùng 17 mẫu thiết kế tại Flamingo Golden Hill đều mang phong cách độc đáo, vừa thể hiện triết lý kiến trúc xanh từ chủ đầu tư, vừa thể hiện được tư duy và cá tính của chủ nhân. Sản phẩm đa công năng, dùng để lưu trú, làm shop house, homestay, nhà hàng, khách sạn, rất thuận lợi cho nhà đầu tư khai thác đạt lợi ích tối đa. Flamingo Golden Hill là dự án đầu tiên tại Hà Nam
kết hợp 5 loại hình du lịch giải trí trong một: du lịch lịch sử văn hóa, du lịch sức khỏe chữa lành, du lịch lễ hội, du lịch sinh thái, du lịch giải trí nghỉ dưỡng. Đến với nơi đây, du khách sẽ được đắm mình trong thế giới đa màu sắc tại trung tâm giải trí và dịch vụ Golden Lux. Những buổi tụ tập và hẹn hò ăn uống, cà phê, club bất tận, bể bơi ngoài trời độc đáo, khu vui chơi trẻ em hoành tráng, một không gian đủ cho cả gia đình. Với yếu tố du lịch tâm linh sẵn có, cùng các thế mạnh của Flamingo Golden Hill sẽ đưa Hà Nam trở thành một vùng đất du lịch đích thực với nhiều hình thức du lịch hấp dẫn, một nơi cần phải đến trên bản đồ du lịch miền Bắc. Và nhịp sống thịnh vượng sẽ còn mãi rực rỡ tại tâm điểm giao thương Flamingo Golden Hill.